Đức Phật muốn giúp cho A Nan hiểu trực tiếp rõ ràng công phu của mình để A Nan có thể chứng được Phật quả trong tương lai. A Nan, một là căn bản sinh tử từ vô thỉ. Từ vô thỉ kiếp đến nay, quý vị đã phải chịu sinh rồi sinh, chết rồi chết, chết rồi sinh, sinh lại chết. Tôi đã giảng giải đạo lý này cho quý vị rồi. Do không nhận ra chân tâm thường trụ, thể tánh thanh tịnh sáng suốt mà nhận lầm các vọng tưởng. Các vọng tưởng này vốn chẳng chân thật nên bị luân chuyển. Căn bản sinh tử đã được khai thị một lần nữa trong đoạn văn này rồi. Nó chính là tâm phan duyên mà hiện nay ông và toàn thể chúng sinh, không chỉ riêng mình ông mà tất cả mọi loài nhận làm tự tánh. Nhận tâm phan duyên là chuyên hành xử dựa trên vọng tưởng. Chẳng hạn như quý vị đi học nhưng lại đem hết sức mình ra để mong được điểm tốt với thầy dạy của bạn bằng cách nịnh nọt thầy. Quý vị tân bốc giáo sư bằng những tước hiệu của họ và tặng những mỹ từ với hy vọng giáo sư sẽ hài lòng. Sao vậy? Vì mong mỏi giáo sư sẽ cho quý vị nhiều điểm. Quý vị nghĩ rằng rõ ràng giáo sư sẽ cho ta điểm 80, nhưng nếu mình tử tế với thầy, tặng quà cho thầy hay chút đồ vật gì đó, thì có thể ông ta sẽ tăng điểm cho mình gấp đôi. Quý vị thủ lợi bằng một cách vi tế như vậy, đó là một ví dụ của tâm phan duyên. Một ví dụ khác xảy ra trong khi ứng cử tổng thống hoặc dân biểu hoặc tỉnh trưởng. Các ứng cử viên đi lại khắp nơi để cổ động giành phiếu cho mình và nài nỉ khẩn khoản cầu viện sự ủng hộ từ phía bạn bè phe cánh của mình. Đó cũng là một trường hợp của tâm phan duyên. Thay vì để cho mọi người diễn biến một cách tự nhiên, nếu theo diễn biến tự nhiên, quý vị sẽ trở thành tổng thống, thì lẽ ra quý vị chẳng cần phải mở chiến dịch vận động trùm beng để cho mọi người biết quý vị xứng đáng là tổng thống. Đạo đức của quý vị quá hiển nhiên rồi và mọi người đều ngưỡng mộ bạn. Bạn khỏi cần thuyết phục mọi người, họ tự nhiên sẽ đề cử quý vị làm tổng thống. Đó là phương cách lý tưởng để tiến hành. Còn ngoài ra đều rơi vào lãnh vực của tâm phan duyên. Một sự kiện khác minh họa cho điểm này là chuyện vua Nghiêu của nước Trung Hoa. Khi vua Nghiêu đã già, ông muốn tìm kiếm người có tài đức xứng đáng để giao việc trị nước cho người ấy. Vua Nghiêu nghe rằng có Sào Phụ và Hứa Do là người hiện tài đức hạnh trong thiên hạ nên quyết định giao việc trị nước lại cho Sào Phụ. Tại sao lại gọi là Sào Phụ? Sào nghĩa là tổ chim, do ông ta sinh sống ở một nơi rất kỳ quặc. Ông ta làm một cái chòi tranh ở trên cây giống như tổ chim rồi ở trên đó. Cách sống của ông ta rất đơn giản, đến nỗi ông ta dùng hai bàn tay úp lại múc nước để uống. Có người thấy ông ta uống nước như vậy mới nghĩ rằng ông ta không có vật dụng để đựng nước nên cho ông ta một cái vỏ trái bầu. Ông ta treo trái vỏ bầu khô trên một cành cây, nhưng nó lại gây nên tiếng lóc cóc ầm ĩ mỗi khi gió thổi qua. Thấy nó quá phiền toái nên cuối cùng ông ta lại vứt nó đi. Vua Nghiêu nghe đức hạnh tài năng cùng sự thanh bạch của Sào Phụ, quyết định nhường ngôi cho ông ta. Vua đến gặp ông để thông báo ý định của mình. Trẫm nay đã già, ông nên thay trẫm nhận việc trị dân. Trẫm sẽ nhường ngôi cho ông. Ngay sau khi câu nói của vua Nghiêu vừa thoát ra khỏi miệng, Sào Phụ liền lấy tay bịt tai mình lại, bỏ đi nói một cách dí dỏm. Tôi chẳng có một chút thích thú gì khi nghe nói những lời như vậy. Thực ra, những lời nói của ngài đã làm bẩn tai tôi. Sào Phụ đi về hướng bờ sông để rửa tay thật. Bấy giờ, rất tình cờ, Sào Phụ lại gặp Hứa Do cũng đang ở bến sông. Ông ta đang tắm cho trâu. Hứa Do hỏi, tại sao ông xuống đây để rửa tay? Ông vua Nghiêu kia thật là điên rồ, Sào Phụ trả lời khi đã rửa tay xong. Ông ta đến tìm tôi, nói rằng muốn giao đất nước cho tôi, muốn tôi trị vì quốc gia này.
lời nói của ông đã làm bẩn tay tôi, nên tôi xuống đây để rửa. Nghe vậy, Hứa Do la lên, thế thì làm sao mà trâu của tôi lại phải uống thứ nước dơ bẩn mà ông đã dùng để rửa tay xong? Trâu của tôi không thể nào uống thứ nước bẩn thỉu ấy được. Nói xong, Hứa Do dẫn trâu lên phía trên dòng sông để cho trâu được uống nước trong sạch. Quý vị thấy vào thời xưa, bậc hiền nhân không những từ chối ngôi vua mà còn có những lời phản ứng khẳng khái khi tai mình bị bôi nhọ bởi những lời như vậy. Thế mà ngày nay người ta lại nói, nè, quý vị hãy bỏ phiếu bầu cử cho tôi làm tổng thống, hãy chọn tôi làm dân biểu cho quý vị. Các ứng cử viên mở những cuộc vận động chính trị, tạo sự liên kết xuyên quốc gia, thương lượng đi đêm, mặc cả cửa sau, ngay cả mua chuộc cả phiếu bầu. Nhưng Sào Phụ và Hứa Do lại không bị Tâm Phan Duyên. Họ đã biểu hiện đức hạnh cao quý và vô cùng thanh khiết. Nhận lấy Tâm Phan Duyên này, quý vị lầm cho rằng đó chính là tự tánh. Quý vị nhận lầm tâm phàm phu làm bản tâm của mình, vậy nên làm sao mà chẳng bị luân hồi trong sinh tử? Quý vị không nhận ra được bản tâm là gì. Thay vì vậy, quý vị nhận giặc làm con, trong tương lai nó sẽ lấy sạch châu báu trong nhà cửa của quý vị. Đó chẳng khác gì hơn là vọng tưởng. Nó khiến cho quý vị nghĩ rằng mình có chút thành tựu bởi đã dùng tâm phan duyên. Đây chính là sai lầm mà A Nan đã mắc phải. Ha ha ha,